Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một con Amli, đó là con Maran 1090 và con Amli Luxman 505X. Lúc sáng em có đăng một con Luxman 507, em xin lỗi, em 507 và kết hợp theo nó là đôi loa JBL để 600 này. Thì em nó đã bay về quận Gò Vấp. Thì tối hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em đó là một con Amli Maran 1090 và con Amli Luxman 505X. Em hiện tại em đang đánh là một con Maran 1090. Thì em này công suất trong tầm thì nó vừa sức, đại khái nó vừa sức như em này. Và lúc trước em có test một clip là con Maran này đánh với một con loa Dayton 70C, cũng đánh khá là được. Mặc dù nó công suất nó nhỏ hơn thằng Dayton nhưng mà đánh vẫn ra được ha. Chứng tỏ sức mạnh của nó rất là ghê gớm. Và hôm nay em sẽ ghép nó cùng với một con Amli, cùng với một cặp loa là JBL LX600 để giới thiệu đến anh em. Và anh em chọn lựa cho mình con Amli chơi tương xứng với đôi loa mình đã có sẵn ha. Về chất âm thì em so sánh giữa con Maran này và con 507 hồi sáng thì tiếng em này nó bass nó hay hơn chút xíu ha, hay hơn. Nói chung là hai em nó thì 1.9 1.10, 1.9 1.10, giá thì nó ngang tầm với nhau, giá tầm ngang với nhau. Nhưng con 507 nó xài sò sắt thì con Maran này xài sò than, 4 con sò than. Công suất nó là 130W thôi, nhưng mà đánh khá là hay. Mặc dù em đang mở rất là nhỏ nhưng mà anh em để ý nghe tiếng bass nó rất là đầy, mềm mại và uy lực ha, rất là hay. Rồi, và bây giờ em sẽ đi đến quay cận cảnh về hai con Amli. Và hôm nay em không giới thiệu về loa nữa ha, loa em đã giới thiệu buổi sáng rồi. Đây là mặt mũi của em nó đây. Nó là được làm từ nhôm phay anh em ha, mặt vàng nhôm phay. Thì nó cũng đầy đủ những chức năng cơ bản giống như là Amli khác. Và nó thì Maran thì lúc nào cũng có chỉnh theo cái cần mid, bass, mid, chép. Đây là ba lăng ha, rất là đẹp. Loa thì đánh được hai cầu, 1 và 2. Và nó có low note luôn nha anh em, low note đây. In out low note đây, sụt. Này dành cho để thâu âm ha. Rồi ngõ vào thì nó có nhiều ngõ vào, tap 1, tap 2, OS, tuner. Nguyên bản của em này thì nó không có cái hồi gỗ. Nhưng mà em về thì em phải lên cái hồi gỗ cho nó sang trọng và nó đẹp ha. Anh em thấy ha, lên hồi gỗ rất là đẹp và sang trọng. Thì ruột gan của hai em này thì là 7 màu, 7 sắc cầu vồng luôn anh em ha. Đây là con 505X đây. 505X là hồi gỗ zin ha. Ruột gan can 7 màu luôn. Con 505X này anh em có thể chơi được với, đặc biệt là em đã từng ghép được với đôi loa Kuran ha, DX7. Rất là hay. Chơi khá là hay. Và em cũng xin báo giá luôn là con 505X có giá là 7.500.000 đồng. Và con Maran 1090 có giá là 8.500.000 đồng. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em ha, qua số điện thoại 0343612345. Em mở nhỏ, rất là nhỏ ha, nhưng mà tiếng bass nó rất là hay, rất là đầy. Rồi em mở lớn một tí ha.
lời. Và bây giờ em sẽ mời anh em nghe qua một đoạn của nhạc có lời ha. Rồi, và em xin nhắc lại ha, con Maran model là 1090 có giá là 8.500.000 đồng, con Amly Luxman 5.5X có giá là 7.500.000 đồng, và đôi loa JBL LX600 Mark in USA có giá là 10.500.000 đồng. Thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ cho em qua số điện thoại 0343612345. Em ship hàng toàn quốc, em không bao ship và không ship COD, mong anh em thông cảm ha. Và tới đây em xin kết thúc. Cảm ơn em đã xem clip của anh em rất nhiều.